tưởng ấm là một duyên trong thân ngũ ấm. Thân ngũ ấm gồm có 1. sắc ấm, 2. thọ ấm, 3. tưởng ấm, 4. hành ấm, 5. thức ấm. 5 ấm này hợp lại thành thân người. Vì thế chia ra làm hai phần. Một về phần hữu hình thì duy nhất chỉ có sắc ấm hai về siêu hình gồm có bốn ấm kia thọ ấm hành ấm tưởng ấm và thức ấm nhưng dù thế giới hữu hình hay siêu hình đều hoạt động do phần sắc ấm phần sắc ấm rất quan trọng nhất là bộ óc của con người thế giới hữu hình và thế giới siêu hình cũng do nó chỉ quy vì thế, khi sát thân hoại diệt thì bộ ốc cũng hoại diệt theo. Bộ ốc hoại diệt thì thế giới siêu hình cũng hoại diệt theo. Cho nên Đức Phật dạy. Khi một người chết thì toàn thân ngũ ấm đều hoại diệt, không còn một ấm nào cả. Như vậy, tưởng ấm chỉ là một duyên của thân ngũ ấm và nó ở trong thân ngủ ấm. Đó là thế giới siêu hình của quý vị. Chính vì người ta thấy những bóng ma phản phất, những sự linh thiêng của những nhân vật tưởng tượng nên thế giới siêu hình mới có. Không ai giải thích được những hiện tượng kỳ lạ đó do đâu mà có. Khoa học cũng đành bó tay. Chỉ có những người nhập được chánh định vượt qua cảnh giới hữu sắc và vô sắc tức là vượt qua các loại định tưởng thì mới thấy được thế giới siêu hình rõ ràng và sự linh thiêng đó do đâu mà có sắc là thế giới hữu hình tưởng là thế giới vô hình người ta hiểu tưởng là do sự tưởng tượng tưởng ở đây không phải là tưởng tượng là tưởng ấm cũng như sắc ấm vậy chứ không phải sự tưởng tượng. Sắc ấm có cảnh giới của sắc ấm như nhà cửa, cây cỏ, dạng vật, cầm thú, dạng hữu, dân dân. thì cảnh giới tưởng ấm cũng vậy. nó chỉ khác là vô sắc. vì nó là hình ảnh bóng dáng theo khuôn mẫu của thế giới sắc ấm hữu hình. nó cũng giống như cây cổ thụ kia, hình và bóng của nó cây là thế giới hữu hình còn bóng của nó là thế giới siêu hình cho nên cây không có thì bóng cũng không có vì thế thân người mất thì linh hồn người cũng không còn cảnh giới hữu hình và siêu hình của một người nó theo nhau như hình với bóng bước đến thì nó hiện ra giải nạn do một niềm tin ở vị thần thánh nào đó ngược lại người đó không tin thần thánh thì nó khiến người đó lỡ tàu lỡ xe để thoát nạn đồng thời mọi người cũng thấy ở một góc độ nào đó thì đó là do cộng nghiệp và do lòng tin nhưng nó còn tùy ở tưởng ấm hoạt động giao cảm mạnh hay yếu. Người tu tập thiền định, trạng thái tưởng xuất hiện kỳ lạ. Nếu không có thiền hữu tri thức thì không thể nào ngồi yên nổi để tu. Trường hợp đó, người tu nào cũng đều cho đó là thế giới quan hùng đến phá. Thấy một tảng đá hoặc một người ngồi giữa đường, người lái xe lạc tay lái gây tai nạn. Đó là nghiệp ác đến tưởng ấm xuất hiện ra. Một người té xuống sông có cảm giác như có người lôi họ xuống nước. Đó là nghiệp ác lôi họ xuống. Nhờ tạo thiện nên có người cứu thoát họ. Luật nhân quả nghiệp báo sử dụng sắc ấm và tưởng ấm rất là vi diệu mà loài người không thể lường được. Hàng ngày, một người không tu tập và không trao dồi thân tâm bằng thiện pháp, nhân quả nghiệp báo sai sắc ấm của họ làm những điều tội ác mà họ không hề hay biết. Đến khi tội khổ thì họ lại than trời trách đất, đi cầu khẩn thần thánh gia hộ. Còn nhân quả nghiệp báo sai tưởng ấm của họ gây tai họa hoặc cứu họ thoát chết thì họ cho oan hồn quỷ ma tác họa ngược lại được phước báo thì cho là thần thánh chư phật chư bồ tát gia hộ bình an mọi người sống trong thế giới đối đãi mà không thấy đối đãi sống trong thế giới nhân quả mà không thấy nhân quả con người từ nhân quả sanh ra chết đi về nhân quả lại không thấy cho rằng có những linh hồn người chết có những thần thánh quỷ ma cho nên đức phật dạy con người là thừa tự nhân quả đã thừa tự nhân quả thì làm sao có ma được có thế giới linh hồn người chết được cả các tôn giáo khác đều không dán màn vô minh này, nên tôn giáo nào cũng xây dựng thế giới siêu hình có thật. Và vì thế, cuộc đời này đã làm mất đi sự công bằng và công lý của loài người. Người ta theo các tôn giáo thì được cứu rỗi, được gia hộ, còn ai không theo tôn giáo thì chẳng được ai cứu rỗi và gia hộ cả. Như vậy có bất công không? Chỉ có Phật giáo dám xác định thế giới siêu hình khách quan không có Mà có thế giới siêu hình chủ quan do từ tưởng ấm lưu xuất Khi một người còn sống thì có, nhưng khi đã chết thì không có Vì thế, Đức Phật cả quyết xác định thế giới siêu hình Là do tưởng tri sản xuất sanh ra, chứ không có thế giới thật tưởng tri chứ không phải liễu tri